Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời tiết cho mùa vụ của bà con. Những ngày qua ở đồng bằng sông Cửu Long có mưa nhiều, không biết là có ảnh hưởng gì tới vườn cây ăn trái của bà con không, chị Hồng Quyên? Dạ, xin chào trường quay VTV Cần Thơ cùng với quý vị khán giả và bà con. Mưa nhiều thì là điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh trên cây ăn trái phát triển. Riêng những vườn trũng bị ngập nặng rồi nước không kịp thoát thì sẽ ảnh hưởng tới rễ cây. Nhẹ thì có thể rụng lá, rồi rụng trái, nặng thì chết cây. Mà những ngày vừa qua tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có mưa nhiều, có nơi còn có mưa lớn nữa. Chỉ riêng ngày và đêm hôm qua, tại nhiều nơi của Kiên Giang và cả Bạc Liêu đã ghi nhận lượng mưa là từ 71mm cho tới 191mm chỉ trong vòng có ít giờ. Với lượng mưa như thế này thì các vùng trũng thấp khó mà tránh được tình trạng ngập úng. Vì thế cho nên, để có thể bảo vệ được vườn cây ăn trái sau những ngày mưa nhiều như vậy, bà con cần đào nhiều rãnh phụ để giúp nước mưa có thể thoát nhanh chóng. Bên cạnh đó phải gia cố bờ bao, đê bao chắc chắn, nạo vét kênh mương, chuẩn bị máy bơm để sẵn sàng chống ngập úng khi cần. Ngoài ra thì bà con cần tỉa cành và tạo độ thoáng cho cây để giúp cho cây có thể nhận đủ được lượng ánh sáng và giữ lại cỏ trong vườn nhằm hạn chế đất bị mưa xói mòn. Dự báo thì những ngày tới ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn sẽ có tiếp tục mưa dông xuất hiện về chiều và đêm. Cục bộ có những nơi còn có mưa vừa mưa to. Lưu ý là từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 4 tháng 10 thì nhiều điểm mưa lớn sẽ xuất hiện hơn. Lý do là có một vùng xoáy thấp sẽ di chuyển vào đất liền ở khu vực này. Các vùng trũng thấp dễ có nguy cơ bị ngập úng.